rêu này thì mình vừa có giới thiệu qua rồi, cái rêu đất trồng cây ấy. Không biết có phải đất trồng cây không, mình gọi tắt đấy. Tiếp tục về tiêu bản của mọi người, cái này thì các bạn tuyệt đối không được phơi quá, cái này các bạn không được phơi quá 3 ngày luôn các bạn, chỉ được phơi 2 ngày thôi. 3 ngày là nó sẽ bị mất cái màu sáng và nâu hay bất cứ màu gì của mọng ngựa, xanh, nâu hay tím chẳng hạn. Đó, mình để ý là khi mình làm tiêu bản của con mọng ngựa xanh ấy, khi phơi quá 2 ngày mà nó đã chuyển sang màu nâu đen này, điều đó thật đó. Đó, đấy, sâu. Thì vừa nãy mình cho ba ba ăn rồi nên bây giờ không quay cho bạn xem con ba ba nó ăn được. Cho cả rùa ăn luôn rồi. Thì bây giờ mình không biết làm cái gì nữa. Đó. Đây. Nó lắp cái chuồng lại nào. Thì bây giờ thì nhớ rồi. Ngày mai là 2 ngày nữa là người ta sẽ ship con hai một đôi kẹp kìm nẹp vàng tới cho mình, và sẽ ship tới cho mình. Mình định nói gì quên mất rồi. Người ta sẽ ship tới cho mình, ra ship tới cho mình rồi người ta tìm kẹp kìm nhập vàng các bạn, bởi con cũ của mình nó chết rồi. Thì bây giờ mình sẽ mua con mới, bởi vì con cũ mình trồng một con thôi. Đó, thì ở shop này thì con cái nó chỉ là hàng tặng thôi các bạn, hàng tặng, người ta tặng vào đấy cùng với con đực chứ người ta không bán lẻ. Đó là hôm trước mình quên, mình không đặt mua con cái nữa. Nên là con đực của mình nó chẳng may nó chết, không biết lý do vì sao nữa. Con đực của chẳng may nó chết rồi, con cái thì em mình giữ, nó không cho, kỳ bò thế chứ. Nó không cho là không cho sinh sản được, là chết luôn con đực thôi. Con cái nó vẫn là còn sống. Thì bây giờ là chết mùa bọi cứng rồi, chỉ hết mùa hai sừng rồi. Chứ con nào chưa ra phối là vẫn còn. Bạn mình vẫn đang nuôi mà. Thì mình rất lạ là chết mùa hai sừng mà sao lại có ấu trùng ở đây rồi. Mình thấy hơi lạ. Đó. Bây giờ cái kìm nó vẫn còn sống, tức là vẫn còn kẹp kìm. Chỗ bạn nào mà có kẹp kìm ấy thì vẫn có thể chơi nha bạn, có thể bắt mà chơi, chẳng qua hiếm quá, hơi hiếm thôi. Đó, còn con bọ ngựa nâu này, bọ ngựa gì thì các bạn comment lại cho mình nhá. Rồi, gì để nói mà không biết còn gì để nói không ta. Bây giờ thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục review cái chuồng sâu gạo của mình. Thì sâu gạo này là cái con sâu mà mua ngoài chợ ấy các bạn. Chỗ này mình mua 5.000 sâu thôi. Thì sâu hay dế ngoài chợ thì thường từ mức giá 2.000 trở lên, chứ người ta không bán 1.000 đâu. Đó. Đây này. Đó. Bạn được thấy này. Đó. Tiếp tục nói về làm tiêu bản của các con vật. Thì bọ cánh cứng là phải phơ ngâm từ 3 ngày rồi phơi nắng, phơi khô. Còn bọ ngựa là chỉ được phơi từ 2 ngày thôi. Rồi lẻ nữa nhỉ, còn nhiều lắm.
Tiêu bản bướm thì chỉ cần một ngày thôi là đủ. Bởi bướm nó rất là mỏng manh, là chỉ cần một ngày thôi. Một ngày rồi phơi khô, 2 ngày cũng được, cũng không làm sao cả. Nhưng mà tuyệt đối là bọng cứng là phải phơi 3 ngày, được không là không biết có lên phơi không, 3 ngày không nữa. À có phải ngâm 3 ngày không nữa. Nhưng mà chắc cũng được thôi, bởi vì người ta ngâm lâu hơn cũng được. Nhưng mà con cái kìm đẹp vàng, con bọ mà có màu đỏ, màu vàng đấy, nếu mà các bạn ngâm quá 3 ngày là nó mất màu đấy. Nếu cái kìm của mình như này, ngâm 3 ngày xong rồi nó sáng hôm sau mà nó mất cái màu đấy đi rồi đó, mất gần như mất hết luôn, vẫn còn một chút màu vàng. Rồi rồi nhá. Gì đấy ta. Thì như các bạn đã biết là những cái con động vật mà mình đang nuôi ấy, đó thì đầu tiên là có ba ba đã, rồi ba ba này, rùa cụt sọc, cá vàng, thế thôi. À, ấu trùng bọ anh cứng nữa. Mình còn có một con rùa common snapping nữa các bạn, nhưng mà mình đang nhờ bạn giữ hộ. Con sâu to to các bạn, cái con ấu trùng này là mình đi bắt cùng với bạn mà bạn Đạt đấy các bạn, hay mình quen gọi là Đạt 09. Có thể nói là đọc ngược lại là các bạn biết như thế nào rồi. Đây mình đi bắt cùng cái bạn bắt côn trùng động vật đấy các bạn, cái bạn Đạt ấy, bắt côn trùng động vật ấy, cái kênh đấy đó. Rồi cái bãi kênh mà bắt bạn ý đi bắt cùng với mình. Và rồi nó đổi cho mình toàn con cái, mỗi 2 con đực, nó giữ toàn đực là đực. Thế mới đau. Tức là tức mẹ thằng Đạt 09 này nữa. Thì video của mình cũng dài quá rồi. Thì nếu bạn nào thích hãy like và đăng ký nha. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment em ạ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.